Chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em mình đi làm rất là xa các bạn ạ, rất là xa nhà, xa mấy chục cây số á. Thế nên là vẫn phải làm đêm làm hôm này, tối vào mọ làm cho kịp cho người ta. Ông anh bạn năm nay đã 40 tuổi rồi, bây giờ ông mới lấy vợ, ông làm cái phòng tắm nên là lắp cái thiết bị vệ sinh cho ông á. Nhưng ông chơi rất là sang hôm nay, ông chơi bộ sen vòi sen cây. Thì giới thiệu các bạn đây là cái bộ sen cây này các bạn này. Đấy, cái bát sen to đùng, bộ sen này. Cái bát sen rất là đẹp, cái sen này nhìn cũng khá là chất, cái củ sen này nhìn khá là chất này. Nên là chia sẻ cho anh em xem cái củ sen này mình gọi là hãng gì đây. TGP nghe nó cũng lạ lạ nhưng mà nhìn cũng có vẻ chất phết đấy các bạn ạ. Nên là lắp cái bộ sen này lên thì chia sẻ với anh em. Thì trên tường này cấp nước thì mình đã làm cũng lâu lâu rồi, hôm nay quay về lắp. Đấy các bạn nhìn là hai cái chân chữ Z thì đã lắp vào tường. Đấy. Thì bây giờ thợ của mình đang tiến hành lắp, các bạn theo dõi thợ mình lắp nhá. Đây là hai cái nắp tre các bạn, nắp tre cái phần gạch ốp khoét đi. Trước hết là lắp cái chân chữ Z vào, xong thì lắp cái củ sen vào. Tuy đi làm xa nhà nó rất là đêm hôm, rất là lọ mọ nhưng mà vẫn cố chia sẻ với anh em cái bộ sen này, bởi vì mình nhìn thấy nó cũng là rất là chất. Cái hình thức nó cũng là lạ hay hay. Như lần trước mình có chia sẻ với anh em đấy, thì lắp cái giác co nối kết nối giữa cái củ sen và cái chân sen gắn trong tường thì nên đệm cái giải lau vào để tránh đề trượt của cái mỏ lết và làm bong cái lớp mạ của cái giác co đấy. Tiếp đến là cái bát sen này các bạn này. Đây các bạn nhé, đây là cái cây để gắn cái bát sen này mà đã xả thẳng vào đỉnh đầu ra này. Thì là để gắn cái bát sen vào trên cái đầu ống này. Đấy. Thì bây giờ các bạn lắp kết nối cái bộ phận này vào, tức là kết nối cái giác co này vào cái này. Sau thì các bạn sẽ đánh dấu đây, đánh dấu cái chân sen này. Kéo nó thẳng này. Rồi, ok. Các bạn lại nhấc nó ra. Còn mà tí nữa thì dùng cái lục giác mà bắt nó vào. Đấy là gá vào để đánh dấu thôi. Xong thì cái sen này là cái điều chỉnh được cao thấp mà. Điều chỉnh được cái bát sen lên cao xuống thấp đều được.
cái nắp nó vào. Cái bát sen to quá các bạn ạ. Bát sen này thì phải tép nước phải thật cao nhé, thì mới đủ áp lực để phun cái bát sen này được. Đây, ở đây nó có một cái giòn này các bạn này. Đấy, ở đây có một cái giòn cao su này. Các bạn nhớ là gắn cái giòn cao su vào nhé. Cho cái đấy vào đi em, cái nắp che ngoài vào đi coi. Còn cái nắp nguyên nắp nắp này này đấy, nắp cao su này. Đấy, sau khi các bạn gắn cái giá vào tường chắc chắn rồi thì các bạn kết nối cái đó, kết nối hai cái bộ phận này nó vào với nhau rồi thì các bạn nhìn thấy cái sen này, bát sen này nó phải chỉnh lên cao xuống thấp này các bạn này. Đó. Đó. Chỉnh cái bát sen lên cao cũng được. Cho thấp hơn tí nữa em ơi. Cho thấp xuống cho đi. Mình càng thấp hơn. Rồi. Đây là cái gà giá. Cái gài này. Cái gài cái số 3 một cái bát sen nữa đây các bạn ạ. Đây. Ở bên dưới này nó có một cái đầu chờ để cấp cho cái dây sen này bạn này. Đấy, cái bộ phận này là để kết nối mẹ một cái dây sen mới để cầm tay được. Nhìn bộ này đẹp phết đấy các. Nhìn bộ này đẹp ra phết đấy, ngồi đùa đâu. Rồi, ok. Vậy là anh em chúng mình đã lắp coi như là xong một cái bộ sen cây. Các bạn nhìn nó rất là đẹp đấy. Ok các bạn. Rồi, vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn xong một cái bộ sen cây tắm gồm có hai bát sen. Đây, bát sen này là bát sen cầm tay, có thể cầm tay coi như là nhấc ra ngoài tắm được. Còn bên trên đây là cái bát sen mà nó tắm thẳng ở đỉnh đầu đấy các bạn ạ. Rất tiếc là mình vẫn chưa xông được nước vào đến đây. Mình đã lắp xong rồi. Sau khi lắp xong thì xông nước thì sẽ kiểm tra xem các cái đồ kết nối này nó có bị rò rỉ ở đâu không, thì sẽ xử lý. Rất tiếc là hôm nay mình vẫn chưa xông nước được nha các bạn nhé. Rồi ok, hôm nay mình chia sẻ các bạn này. Bộ sen này như thế. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh của mình và ủng hộ mình nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào các bạn.